quý vị và các bạn, cuộc sống hiện đại là cuộc sống của sự bận rộn và vội vàng nhanh chóng. Ai ai cũng đều hy vọng làm ít công nhiều, làm chơi ăn thật, trong một thời gian ngắn mà gặt hái được thành công. Tuy rằng, một người có thể ở trong bận rộn mà tìm được giá trị nào đó của bản thân, ở trong bận rộn mà có được một chút thu hoạch, nhưng người ấy sẽ dễ dàng bởi vì cái trước mắt mà lâm vào khốn cảnh tinh thần của căn bệnh hiện đại mang tên dục tốc bất đạt. Có thể nói, khuyết điểm chung của con người hiện đại ngày nay chính là quá nôn nóng, sốt ruột. Chúng ta luôn chạy đua với thời gian, phàm là việc gì cũng muốn nhanh chóng, như thể chậm một giây sẽ thua cả đời. Bởi thế, người ta ăn cũng phải nhanh, nếu không đi làm sẽ muộn, hẹn gặp cũng phải nhanh để dành thời gian tăng ca. Ngay cả việc đi chơi cũng phải vội vã, kết quả chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Kỳ thực, khi chúng ta sống truy cầu sự mau lẹ, nhanh chóng, chúng ta đã đánh mất đi rất nhiều sự tình tốt đẹp. Khi chúng ta sống trong bận rộn, vội vã, thì cuộc sống cũng dần dần ly khai khỏi chúng ta. Khổng Tử nói, đừng muốn nhanh chóng, đừng ham lợi nhỏ. Muốn nhanh chóng thì không thành công, ham lợi nhỏ thì việc lớn không thành. Phàm là làm việc gì cũng không nên mù quáng theo đuổi sự nhanh chóng. Không thể vì cái lợi trước mắt, chỉ có thể tích lũy, kiên trì trả giá, lấy ít làm nhiều, lấy chậm làm mau mới có thể thành công. Từ xưa đến nay, người làm nên đại sự thì đứng trước bất kể việc gì cũng luôn giữ được sự bình tĩnh, không nôn nóng. Càng làm việc hệ trọng, họ càng chú trọng sự cẩn thận, không vội vàng. Đặc biệt là đối với những người đàn ông thành công, làm nên đại sự đều rất chậm. Chậm ở đây là sự bình ổn, ổn chính là biểu hiện của trưởng thành. Đàn ông chín chắn, trầm ổn đều có vốn sống rất phong phú. Những tích lũy theo năm tháng tạo nên tâm thái vững vàng, tự tin, từ đó tạo nên năng lực đi làm chuyện lớn. Chậm là ổn, ổn chính là biểu hiện của trưởng thành. Chẳng có ai tự nhiên thành công cả, đặc biệt là đàn ông. Thành công của họ tuyệt đối không phải là một bước lên trời, mà đều dựa vào nỗ lực của mình từng bước trèo lên trên. Có người nói, lập chí không quý ở cao xa, mà quý ở kiên trì. Thành công tại lâu dài, chứ không tại nhanh chóng. Thành công không phải ngay lập tức đạt sau một đêm, mà là những nỗ lực và phấn đấu ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Đàn ông thành công, thực ra họ không đi nhanh, ngược lại đều là đi rất chậm. Xã hội không ngừng phát triển, người thích phất lên sau một đêm sẽ không thể có được thắng lợi cuối cùng. Chỉ khi đánh vững, đánh chắc, duy trì tốc độ phát triển phù hợp với bản thân, không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực mới có thể đạt được một nền tảng ổn định đứng thật vững chắc. Đàn ông thành công đều sở hữu một niềm tin mạnh mẽ. Họ sẽ gắn bó không rời với niềm tin này để rồi từng bước một kiên trì. Thế gian này không tồn tại việc gì là không lao động mà vẫn có thu hoạch. Tương lai cần phải dựa vào chính đôi bàn tay của mình để xây dựng. Trên con đường thành công, không có ai luôn luôn thuận buồm xuôi gió. Đây là một con đường vừa dài vừa khó khăn. Gia cảnh khó khăn, không người giúp đỡ. Có người liền từ bỏ, buông xuôi tất cả. Cuối cùng cả đời sống trong nghèo hèn. Có người ngã ở đâu liền đứng lên ở đó, cõng theo hành trang và tiếp tục xuất phát. Đàn ông chín chắn trầm ổn đều có vốn sống rất phong phú, những tích lũy theo năm tháng tạo nên tâm thái vững vàng, tự tin, từ đó tạo nên những phẩm chất ưu tú, năng lực, làm nên những chuyện đại sự trong đời. Giỏi tích lũy, bước từng bước chậm mà chắc, tích lũy phong phú, chậm chậm phát huy. Bất cứ thành công nào cũng đều không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải là một đêm mà thành. Nó trước giờ đều là sự tích lũy tỉ mỉ trong một thời gian dài. Giá trị quan cần tích lũy, quan hệ xã hội cần tích lũy, từ không tới có, từ lượng tới chất. Đợi tới khi thời cơ chín muồi, họ nhất định sẽ tung ra tài năng trong lĩnh vực riêng của mình. Jack London, tiểu thuyết gia nổi tiếng người Mỹ, là một người có xuất thân bần hàn. Vì sinh kế, ngay từ khi còn rất nhỏ, ông đã bắt đầu đi làm thêm. Có những hôm một ngày làm tới mấy công việc. Dù phải sống trong môi trường khó khăn và khắc nghiệt như vậy, nhưng ông không bao giờ từ bỏ việc học tập.
Ông tích lũy vốn văn học cho mình bằng một cách chậm chậm tích lũy. Ông luôn tận dụng thời gian và cơ hội để đọc sách. Mỗi lần phát hiện ra từ ngữ hay câu nói hay nào đó trong sách hoặc từ điển, ông đều sẽ viết lại vào một tấm thẻ nhỏ. Sau đó nhét cất vào tất cả những chỗ mà ông có thể sờ đến trong cuộc sống. Chẳng hạn như nhét vào các túi quần, ra ngoài khi có thời gian rảnh sẽ lôi ra đọc. Chính nhờ sự tích lũy không ngừng nghỉ, đọc lại rất nhiều lần mà ông đã có được cho mình một lượng từ ngữ vô cùng phong phú, đồng thời trở nên thuần thục hơn trong việc viết văn, và cuối cùng trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Cuốn Tình Yêu Cuộc Sống mà ông viết nhận được sự khen ngợi từ Vladimir Ilyich Lenin. Rất nhiều tác phẩm khác cũng nhanh chóng trở nên phổ biến, có tầm ảnh hưởng không nhỏ tới nền văn học nước Mỹ. Lỗ Tấn, nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc từng nói, một phần lao động sẽ cho ra một phần thu hoạch. Ngày dồn tháng chứa từ ít tới nhiều, kỳ tích cứ như vậy mà được tạo ra. Không tích lũy mỗi nửa bước thì lấy đâu ra vạn dặm đường đi. Không có những con kênh nhỏ thì lấy đâu ra sông lớn. Thành công chỉ khi từng chút tích lũy mới có thể đưa tay nắm bắt thật chắc ngay khi thời cơ tới. Người luôn mong phất lên sau một đêm, căn bản sẽ không bao giờ tĩnh tâm lại nghiêm túc, nâng cao bản thân. Giấc mơ có đẹp đẽ, hoa lệ tới đâu mà không có sự tương xứng của năng lực, vậy thì cũng chỉ là bỏ đi. Bước chậm chậm, khắc phục vấn đề, không từ bỏ, nỗ lực đi sâu tìm tòi, học hỏi. Người thành công không bao giờ từ bỏ, kẻ từ bỏ không bao giờ có được thành công. Làm bất cứ chuyện gì cũng cần phải có một tinh thần đi sâu tìm tòi, nghiên cứu. Dù chỉ bỏ ra hơn người khác 1% nỗ lực, thì nó cũng giúp kéo lại gần khoảng cách với thành công hơn một chút. Thành công vốn dĩ không phải là chuyện dễ dàng. Nó cần chúng ta không ngừng bỏ ra, không ngừng nỗ lực, dù phía trước chỉ nhìn thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi, cũng không được phép từ bỏ. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển quyết chí ắt làm nên. Một người không từ bỏ, nỗ lực học hỏi, tìm tòi, cánh cửa thành công nhất định sẽ luôn rộng mở chào đón họ. Tâm thái chậm, không nóng vội, không bốc đồng, giỏi hoạch định cá nhân. Người trầm ổn, khi gặp phải vấn đề, đều có thể không hoang mang, bình tĩnh xử lý sự việc. Không phải vì tính cách chậm chạp, mà là dù có gặp phải việc gấp gáp tới đâu, cũng sẽ không để sự hoang mang khỏa lấp. Nếu không suy nghĩ sẽ bị rối loạn, cuối cùng bỏ lỡ mất thời gian vàng giải quyết vấn đề.